Xin chào các bạn, thì ngày hôm nay thì công ty có biệt làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính mỹ 9D nhìn xuyên bài. Ngày trước mặt các bạn là cái sản phẩm kính mỹ 9D này. Thì với cái sản phẩm kính mỹ 9D này, khi các bạn đeo vào mắt, các bạn có nhìn xuyên lá bài, giúp các bạn chơi một môn bài lá bịp là thắng 100% luôn. Thì đây, để mình sẽ giới thiệu các bạn cái kính này. Đây là kính mỹ 9D của Mỹ. Đấy, các bạn biết là Mỹ là một cái đất nước nổi tiếng với casino, nên họ nghiên cứu về cái đồ bịp này rất là lâu năm rồi. Đây là kính của họ, nhìn rất là tốt luôn, siêu nét luôn. Đấy, đây mình cái này nhập khẩu nha, trực tiếp các bạn nha. Thì đây cấu tạo bên trong nó sẽ có một cái lọ để mà đựng kính này. Đấy, kính trong này các bạn nhìn chưa, và một cái cây đeo. Cái này thì các bạn sử dụng để các bạn đeo bằng gương này luôn, đeo vào khi mà nhìn vào, đeo vào. Còn cái này thì để mà đựng khi các bạn đi xa. Đấy, mình sẽ lấy kính ra các bạn xem cái cấu tạo của nó nhé. Thì đây, khi các bạn sử dụng thì các bạn dùng cái tăm bông này, các bạn lấy kính để tránh nó làm xước kính. Với thiết kế của kính này là được làm từ silicon, đấy, lụa siêu mỏng, đeo vào êm mắt, không cộn mắt, đấy, nhìn bài siêu nét luôn. Đây, rất nhiều câu hỏi có gọi cho mình là khi xem video là cái kính này nó màu như này thì đeo vào mắt có người đối diện có nhìn thấy không. Mình khẳng định các bạn là không bao giờ nhìn thấy nhá. Đấy, đeo vào nó trùng với màu mắt luôn. Đây, bạn lấy ra này, các bạn để nó lên cây đeo này. Đấy, không quan trọng chiều nhá, các bạn áp vào mắt. Đây, để lên cái cây đeo kính này. Đấy, là bạn đeo mắt là các bạn nhìn thấy bài. Thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn là khi nhìn bài sẽ nhìn như nào nhá. Mình sẽ đeo cái kính thử này vào mắt camera. Tất nhiên một điều là khi các bạn đeo kính thử vào camera thì nó sẽ không thể nét bằng các bạn đeo kính trực tiếp. Đấy, đeo kính trực tiếp thì nó cái kính áp tròng nó sẽ nét gấp 10 lần. Đây, mình sẽ đeo kính thử camera để test bài cho các bạn này. Đấy, thì khi các bạn đeo kính nó sẽ dạng màu như này. Thì đây, đây là những lá bài. À, mình sẽ bỏ cái kính ra để mình cho bạn xem cái bài bình thường trước đã. Khi một bộ bài bình thường như này, đây là một cái bài Đức Bà Ca 2001 này. Nếu bình thường chưa đeo kính vào thì nó sẽ như thế này. Đây, bình thường chưa được kính vào thì nó sẽ bình thường như này, đúng không? Các bạn là không thể nhìn thấy nó là bài gì cả, nó là bài bình thường. Nhưng khi bạn đeo kính vào thì các bạn sẽ nhìn thấy số ở lưng bài này. Đấy, đây mình sẽ cho bạn xem này. Đây, chẳng hạn như bạn nhìn này, đây con này con ca nhé. Đấy, đấy, đây gì này, bạn nhìn thấy không? Một con 10 là nó đánh dấu hình móc chìa khóa đấy. Với cái sản phẩm này, đây là cái bài điểm ở góc, cho nên là bạn nhìn thấy cả số này trên này, nhưng do cái camera này nó sẽ không được nhìn nét bằng mắt thường được. 8 này, đấy, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này thì các bạn có thể phân biệt cả chất luôn. Đấy, phân biệt cả chất. Rồi sẽ lấy cho các bạn cái loại bài này nhìn này, chất này, đây. Với cái bài xanh 2K này thì là bên giờ mình làm thì nó giống 100% ở ngoài chợ luôn. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rất là rõ nét luôn nhé. Thì với cái con bích thì nó sẽ không đánh dấu như đây. Sang cái con cơ thì là các bạn nhìn thấy không? Đây, như này là phần này con cơ này. Đấy, và con rô thì bên tay phải. Con đây là con đấy thì lại làm ở trên này, con tép thì nó làm ở trên này. Đấy, con bích thì không đánh gì này, bạn nhìn rõ nét chưa? Đấy, đây là cái bài xanh 2K. Thì đây cái bài đỏ, cho các bạn xem cái bài đỏ này. Thì bên nhà mình có cả bài nhựa nước ngoài có hết rồi, bạn nhìn đây là bài đỏ này. Đây còn nhìn 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 6 này. Đây, nhìn thấy chất này, chất là đánh dấu này. Đấy, 7, 8, 9 này, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét luôn. Và bài rồng đỏ đi, cho các bạn xem bài rồng đỏ này. Đây là bài rồng đỏ này. Đấy, nhìn K này, Q này, rất là rõ nét luôn này. Đấy, đấy. Đây là khi các bạn đeo kính các bạn chơi như gái ngửa luôn, là chiến thắng 100% này, bỏ kính ra là không có gì đâu này. Đấy, đây như bình thường này. Thì với cái kính này
thì các bạn chơi bài là thắng tuyệt đối rồi, khẳng định luôn là không bao chuyện thua được. Thì về cái mẫu bài ấy, thì bên mình có tất cả các mẫu bài, kể cả bạn nước ngoài thì mình dùng những cái bài nước ngoài có thể đặt bên mình và đây là những cái bài nhựa như này, đấy, bài nhựa Royal như này thì mình đều có để cho bạn chơi nhá. Thì với các bạn ở xa mà không qua cửa hàng trực tiếp ấy, thì mình có thể gửi đường bưu điện, đường xe về cho các bạn. Bên mình bán theo kèm theo bài. Cũng rất nhiều câu hỏi đặt ra là kính này có thể nhìn được bài thường không? Mình khẳng định là không. Bài là phải đi với kính bài bên mình cung cấp thì mới chơi được. Ngoài cái kính áp tròng Mỹ 9D nhìn trên bài, bên mình bán thêm những kính Mỹ hộp gỗ như này. Đấy, kính này cũng là rất ok, chơi rất ok luôn. Đấy, kính Mỹ hộp gỗ này. Và kính nhá. Nhôm. Đấy, Hàn Quốc này. Đấy. Đeo rất ok, những loại kính này thì nó rẻ hơn kính 9D một chút. Và các bạn có thể lựa chọn là phù hợp với túi tiền của các bạn mua hàng. Thì mình cũng khuyến khích các bạn có thể qua trực tiếp, mình là bên là đại lý và để mà nói công ty về phân phối cái đồ bịp này lớn ở Việt Nam. Đấy, cho nên là các bạn mua thì các bạn yên tâm về giá cả và chất lượng. Mọi sản phẩm sẽ được bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm. Tất cả đồ bịp bên nhà mình. Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái dòng máy đánh bài. Đấy, máy đánh bài mã vạch. Đấy, bên mình thì phân phối nhiều về đồ cọc bịp, các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để tham khảo thêm về đồ. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, ngày nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn con máy đánh bài CAC700. Đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này. Rất là đẹp luôn. Đấy, thiết kế cực đẹp luôn. iPhone 13 Pro nha. Và CVK680S. Đấy, ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nha. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nha. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hờn ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này. Tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho. Về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây. Cái chiều camera của nó là các bạn đặt bên này nhá. Đây tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này, đây 4 số 4 này 9 điểm này. Đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà lại không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây tôi sẽ tăng ngôi chơi lên tôi test các bạn này. Đấy các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Mày để ngang dọc không quan trọng thì 1 2 này. 3 4 5 này. Máy 33 là chắc chắn nó 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại không qua rồi. Bên tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh miền Lộ. Test cho bạn cái máy bài CAC700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Đây, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vẫn báo một nhà lớn nhất nhé. Đây
bình Ấn Độ này, máy 34 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn này. Đây. 98 này. Đấy. Đây là bình Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà nào chắc chắn không thể qua ở nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi. Một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế, từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó ấy. Tiếp theo là tôi sẽ test đến con máy nhé, CVK 900. Đây, iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy này. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho các bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy. Rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài con máy bài CVK 900. Tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất. 1, 2, 3 các bạn nhìn này, nhà 39 điểm rồi này. Đây. Đấy, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này. Các bạn thấy tốc độ của bài nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây, đây là con máy bài CVK 680S này, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này. Đấy, tôi sẽ đánh các bạn môn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi, tôi để chế độ làm báo hai nhà lớn nhất môn liêng. Đấy, phải báo 1-3, 5 người chơi. Tôi cài đặt lại này.